today. Xin chào quý vị khán giả của Đẹp 24/7. Quý vị biết không ạ, có rất nhiều anh nam giới thì thường thắc mắc không biết là bộ phận nào trên cơ thể của mình hấp dẫn nhất đối với các chị em phụ nữ. Thật ra thì bộ phận nào cũng hấp dẫn cả, nhưng mà đối với riêng Mai Trang thì Mai Trang ấn tượng nhất là vòng 3. À, vậy thì không biết đối với các chị em phụ nữ khác thì họ có suy nghĩ như thế nào đây? Hãy cùng theo dõi với chúng tôi. Theo một khảo sát với Phái Đẹp gần đây nhất của tạp chí Men's Fitness, một trong những điểm khiến nữ giới bị thu hút nhất ở nam giới chính là vòng 3 và cơ đùi săn chắc. Cũng giống như nam giới, phụ nữ cũng thích ngắm nhìn mông đàn ông. Một số phụ nữ yêu thích dáng mông hình nửa vầng trăng, một số khác thích cặp mông tròn trịa nhưng phải săn chắc và gọn gàng. Bên cạnh đó, một bắp đùi khỏe đẹp rắn chắc chắc chắn sẽ giúp các chàng ghi điểm trong mắt phái đẹp. Đúng không ạ? Như vậy là suy nghĩ của Mai Trang cũng trùng hợp với suy nghĩ của đại đa số chị em phụ nữ đây chứ. Vậy đi còn chờ gì nữa? Ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi khám phá một số những bài tập giúp săn chắc vòng 3 dành cho nam giới. Xin chào quý vị các bạn, mình tên là Hưng, mình bộ phận huấn luyện viên câu lạc bộ Vitam Fitness. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho quý vị các bạn những bài tập liên quan đến nhóm cơ châm và đùi sau cũng như nhóm cơ mông. Với bài tập đầu tiên là bài tập squat, bài tập không sử dụng thanh tạ. Chú ý hai chân quý vị để ngang vai, hai tay bám sát hai bên vai. Với động tác này chúng ta từ từ hạ thấp hông xuống phía dưới, hít sâu, chú ý phần lưng luôn luôn giữ thẳng và từ từ đưa lên thở ra. Với động tác này chúng ta sẽ tập từ 10 cho đến 20 lần tùy vào cường độ bài tập. Bài tập này là bài tập chuẩn bị cho tư thế khi chúng ta squat với tạ thanh. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài tập squat với tạ thanh. Chú ý là hai chân rộng ngang vai, từ từ ta sẽ đưa tạ ra phía sau và giữ nguyên ở hai bên vai. Với động tác này chúng ta từ từ xuống hít sâu, sau đó thở ra, gập đùi xuống. Bài tập này sẽ tác động trực tiếp vào nhóm cơ mông và đùi sau, cũng như là sẽ tác dụng trực tiếp vào cái phần lưng của mình nhiều hơn. Với động tác này chúng ta chú ý là đối với những người mới tập thì nên có sự hỗ trợ của người huấn luyện viên. Động tác này chúng ta sẽ tập trong vòng 4 hiệp với mỗi hiệp là 20 lần. Giữa mỗi hiệp thì chúng ta sẽ nghỉ từ 10 cho đến 20 giây. Với động tác này chúng ta chú ý khi squat thì phần lưng luôn luôn giữ thẳng. Đầu gối không được trụm vào trong. Chúng ta mở đầu gối sang hai bên và từ từ xuống hít sâu và lên thở ra. Mình sẽ hướng dẫn các bạn bài tập tiếp theo là bài tập deadlift. Chúng ta chú ý là hai chân để rộng ngang vai, từ từ hạ thấp hông xuống dưới, lưng luôn luôn giữ thẳng, đầu gối mở sang hai bên. Với bài tập này thì tác dụng chính trực tiếp vào nhóm cơ đùi sau, vùng mông và vùng lưng. Với bài tập deadlift thì chúng ta chú ý một số vấn đề. Thứ nhất là đầu gối không được trụm vào trong, phần mông luôn luôn phải giữ thẳng. Với bài tập này chúng ta sẽ tập làm 4 hiệp và mỗi hiệp chúng ta sẽ tập trong vòng 20 lần. Khi chúng ta muốn tăng độ nặng của bài tập, chúng ta có thể lắp thêm tạ. Tác dụng chính của nó sẽ làm cho cơ thể săn chắc và khỏe mạnh hơn và tác động đồng đều đến tất cả nhóm cơ trong cơ thể. Hy vọng rằng những sự hướng dẫn của huấn luyện viên vừa rồi thì đã giúp cho các chàng trai có được thêm sự lựa chọn mỗi ngày để có thể có được một vòng 3 săn chắc và cuốn hút trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của Đẹp 24/7 cũng đã khép lại rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. Hãy cùng chia sẻ những ảnh đẹp nhất của bản thân với chương trình Đẹp 24/7 theo đường link dưới đây nhé. Bức ảnh nào đạt được nhiều like nhất sẽ nhận được một phần quà của chương trình. Chi tiết tham khảo trên fanpage của chương trình Đẹp 24/7.